Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với An Tiến Studio. Nếu bạn là một người đam mê công nghệ hay là thích những cái sản phẩm như kiểu vòng đeo tay thông minh này, đồng hồ thông minh thì chắc chắn là mong muốn sẽ sở hữu một chiếc như là Apple Watch hay là Samsung Gear. Tuy nhiên là không phải ai cũng có hầu bao dùng gì để có thể sắm cho mình những chiếc đồng hồ đắt tiền thế. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc đồng hồ trị giá hơn 2 triệu một chút, tuy nhiên lại mang cho mình cực kỳ nhiều tính năng cao cấp, và đó chính là chiếc và ở đây mình sẽ có chiếc đồng hồ Kingwear mang mã là KW06. Nào, hãy cùng mình review sản phẩm này nhé. Và nếu các bạn hỏi là tại sao mình lại review một chiếc đồng hồ cùi mía này mà tại sao không phải là Apple Watch hay Samsung Gear thì thì mình nhận thấy là với cái giá tiền cũng như là những hiệu năng và công nghệ nó mang lại thì đây thật sự là một chiếc đồng hồ rất đáng để mua. Và bây giờ mình và các bạn hãy cùng nhau mở hộp nó xem có gì bên trong nhé. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái đồng hồ Kingwear ngay ở đây. Mình sẽ để nó sang bên này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc cáp với một cái kết nối với cả một cái đầu để sạc riêng dành cho cái thiết bị này. Một con vít và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Thì trong này có ghi là mình không biết. Ok, hết rồi. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một miếng dán màn hình để dán mặt cường lực cho em nó, để nếu như bạn try hard quá thì sẽ không vỡ màn hình được. Và tất nhiên là miếng này cũng khá là khó mua trên thị trường đấy. Nếu bạn vỡ thì tất nhiên vẫn có thể đến An Tiến Studio để có thể bọn mình sẽ dán cho bạn. Quay trở lại với chiếc đồng hồ của chúng ta thì đầu tiên là cảm giác cầm nắm trên tay khá là chắc chắn vì được cấu thành từ hai loại vật liệu chính là thép không gỉ với nhựa cao cấp, để gia tăng độ cứng cáp cũng như là bền màu của em nó. Về cảm quan bên ngoài thì chiếc đồng hồ Kingwear có thiết kế cực kỳ năng động, có rất là nhiều tính năng mở rộng, gần như nó hoạt động độc lập như một chiếc smartphone vậy. Vì là chiếc đồng hồ này có thể tháo nắp SIM được, vậy nên bây giờ mình sẽ thử tháo nắp SIM và cũng như là sử dụng một vài ứng dụng cho bạn xem nhé. Để có thể lắp SIM được cho thiết bị này thì đầu tiên các bạn hãy sử dụng cái con vít mà nó đã cho ở trong hộp ấy, vặn hai con ốc ở cạnh bên ra như thế. Rồi sau đó các bạn hãy sử dụng SIM và đút vào. Nhớ đây phải là SIM Nano và bạn hãy ngửa mặt chip lên trên nhé. Vậy là được rồi, và các bạn có thể sử dụng một vài cái ứng dụng như kiểu Facebook chẳng hạn và nghe gọi rất là bình thường. Việc sử dụng hệ điều hành Android thì các bạn có thể cài một số app hay ho hoặc thậm chí có thể chơi game trên chính chiếc đồng hồ này được đấy. Mang cho mình con chip xử lý MediaTek 6580, RAM 512MB, bộ nhớ trong 8GB và hệ điều hành 5.1. và có quả pin lên đến 450mAh. Với dung lượng pin như vậy thì các bạn không phải lo là khi dùng cả ngày dài mà em nó lại hết pin. Đương nhiên là còn tùy thuộc vào những phần mềm mà bạn cài thêm cho em nó nữa. Với độ phân giải và kích thước màn hình là 320x320 pixel, và hơn nữa là có trang bị khe SIM Nano, thế nên có thể thực hiện các thao tác như là nghe gọi, thậm chí là lướt Facebook hay xem YouTube bằng mạng 3G. Thêm một điều nữa thì khá buồn cười, nhưng mà một số các loại đồng hồ thông minh khác thì không có chống nước. Điều này mình nghĩ là khá là hài. Chẳng nhẽ mỗi khi bạn đi vệ sinh hay là đi mưa thì đấy lại phải tháo đồng hồ ra đúng không? Nhưng mà rất may, ơn trời chiếc đồng hồ KW06 của chúng ta có cả chống nước. Và cái chuẩn chống nước ở đó IP68. Bạn có thể thoải mái sử dụng nó khi trời đang mưa hay là thoải mái rửa tay mà không sợ hỏng. Và cuối cùng, ai sẽ là những người sử dụng chiếc đồng hồ này? Nếu bạn là một người trẻ trung, năng động và yêu thích sản phẩm công nghệ, hay chỉ đơn giản là bạn muốn mua một chiếc đồng hồ để có thể tặng cho ông bà, bố mẹ để họ có thể theo dõi sức khỏe của mình, thì đây chính là một chiếc đồng hồ vô cùng hợp lý với thiết kế năng động cùng với rất nhiều công nghệ mà mức giá lại phải chăng. Cảm ơn An Tiến đã cho mình mượn sản phẩm này để thực hiện bài review hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.